đang hợp tác để chuẩn bị cho ngày lễ cảm tạ đó vào năm 2025. Và ước ao chúng ta sẽ có được một bản Kinh Thánh cập nhật truyền thống với những ngôn từ dễ hiểu, cộng với nhiều điều khác, tiện ích khác để giúp cho con dân Chúa càng ngày chúng ta càng gần với lời Chúa nhiều hơn. Ở trong tinh thần đó, Hội Thánh Chúa tại đây đã đưa ra đề tài liên quan đến Ngày Kinh Thánh hay liên quan đến lời Chúa. Ông bà, anh chị em vừa đọc ở trong Châm Ngôn đoạn 4, câu 10 đến câu 13. Cả phân đoạn Kinh Thánh này nói riêng, sách Châm Ngôn nói chung, là những lời của vua Sa-lô-môn. Ông noi gương theo cha của mình, dạy dỗ lại cho các con trai của mình, hầu cho chúng nó khao khát tiếp nhận lời khôn ngoan. Khi chúng nó tiếp nhận lời khôn ngoan thì sẽ nếm trải được những điều mầu nhiệm, những bài học giá trị, khiến cho cuộc đời của những người đấy trở nên những con người thành công, phước hạnh, sống theo khuôn mẫu của Đức Chúa Trời muốn. Vua Sa-lô-môn, ông ưu tư uốn nắn các con của mình bằng những lời rất là tha thiết. Khi quý vị đọc trong các câu Kinh Thánh này, quý vị thấy ông tâm tình với những người con của mình. Hỡi con, hãy nghe, hãy tiếp nhận lời ta, vân vân. Theo các nhà giải kinh cho biết rằng điều Sa-lô-môn gọi là khôn ngoan hay là lời khôn ngoan là hàm ý chỉ về luật pháp của Đức Chúa Trời, những lời Chúa đã khải tỏ. Và ngày hôm nay, lời thành văn đó được gọi là Kinh Thánh. Và Kinh Thánh thành văn trải qua bao nhiêu thời đại, và các bậc tri thức trên thế giới đều phải nhìn nhận rằng Thánh Kinh là một thư viện thiêng liêng, chất chứa bao nhiêu điều khôn ngoan và được diễn tả bằng nhiều hình thái văn học khác nhau. Vì vậy, bất kỳ một người nào khi không xem thường, khi không có buông bỏ lời của Đức Chúa Trời, như ở trong câu thứ 13 đã nói, nắm chắc lời khuyên dạy, chớ buông ra, khá gìn giữ nó vì là sự sống của con. Khi không có xem thường, không buông bỏ lời của Chúa, thì lời sự sống sẽ làm mới lại tâm trí của con người, sẽ khải tỏ cho con người những nhận thức mới, tầm nhìn mới, để giúp cho con người có thể sống ở giữa đời thành công ở trong phương diện giao tiếp, sống động với xã hội, với đồng loại, và thành công cả trong con đường tâm linh. Lời của Đức Chúa Trời ở trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 10 đến câu 13 sẽ cung cấp cho tôi và quý ông bà, anh chị em những tác động rất diệu kỳ, và đồng thời cung cấp cho chúng ta những giá trị siêu việt từ lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta nghiên cứu, học hỏi đến. Khi chúng ta tiếp nhận lời Chúa thì việc đầu tiên mà tôi với quý ông bà, anh chị em nhận được đó là được sống lâu trên đất. Câu thứ 10 Kinh Thánh chép cho chúng ta, hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận lời ta, thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên. Vua Sa-lô-môn, ông kêu gọi các con của mình phải lắng nghe, phải tiếp nhận lời khuyên dạy của một người cha, là chính ông trực tiếp truyền dạy cho con của mình. Và ý tưởng câu này nhấn mạnh cho chúng ta qua một mệnh lệnh kép ở đây. Có hai động từ Sa-lô-môn đang dùng, nghe và nhận. Cả hai động từ này nó không phải chỉ có nghĩa là dùng thính giác để có thể nghe một khối lượng thông tin, kiến thức rồi bỏ qua. Nhưng cả hai động từ này nó bao hàm cả hành vi nghe, tiếp nhận và thực hành, làm theo những gì mình đã nghe. Vì vậy cả mệnh đề tiếp theo là 5 tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên. Nó đi liên tục khi nghe, tiếp nhận, áp dụng vào trong đời sống thì không chỉ là đếm số các ngày thêm lên ở trong cuộc sống, mà nó còn có cả ý nghĩa là tận hưởng được niềm vui, bình an, phước hạnh ở trong tâm hồn mỗi ngày. Cho nên lời Chúa nhắc cho tôi và quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta tiếp thu lời của Đức Chúa Trời thì con người sẽ trải nghiệm những quyền năng siêu nhiên, biến những bài học mà chúng ta học qua văn tự là Thánh Kinh, nó trở thành lời mầu nhiệm, thành những điều sống còn ở trong cuộc sống, giúp cho chúng ta trở nên một con người nếm trải mình có những ngày ý nghĩa, sống đáng sống ở ngay trên đất này. Ông bà, anh chị em, chúng ta là những người đã có Chúa. Khi chúng ta quan sát những người xung quanh chúng ta, mình quan sát cả những anh em ở trong hội thánh biết lời của Đức Chúa Trời nhưng không áp dụng, thì chúng ta thấy ngay những người này, dầu bất kỳ là ai, nhưng những con người như thế là họ sống theo bản năng. Mà một người sống theo bản năng là một người chịu sự chi phối quyền lực của Satan. Họ sống ở trong vô số điều tội lỗi, nghĩ suy những điều ô uế tội lỗi, hành động ở trong tội lỗi. Và với một cung cách sống như vậy, đồng nghĩa là người đó tự làm giảm đi những ngày tháng của đời sống mình trên đất. Ngay ở trong Thánh Kinh, tôi trích dẫn với quý ông bà, anh chị em những hình ảnh hệ lụy đó. Khi chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19, ông bà, anh chị em nhớ lại câu chuyện của thành Sodom và Gomorrah. Hai dân thành này, họ đang sống ở trong thời bấy giờ nhưng rất hiện đại, đầy đủ những tiện nghi, nhiều phương tiện để có thể thỏa mãn tư dục. Vì vậy, họ đã sa đà vào những điều rất gớm khiết ở trước mặt Đức Chúa Trời. Không bao lâu, từ những người trẻ cho đến những người già của thành đó đã bị lửa thiêu đốt, và họ chấm dứt sự sống của mình một cách đột ngột ở trên đất. Một điển hình thứ hai, khi ông bà, anh chị em nghiên cứu lời của Chúa ở trong Samuel thứ nhất đoạn 25, chúng ta nhớ đến một nhân vật, ông có tên là Naban. Naban là một người khôn ngoan để có để đầu tư, cho nên gia đình ông là một gia đình giàu có. Nhưng cái đánh mô tả cho chúng ta về đặc trưng của con người này: nóng nảy, gian ác, cứng ngắc, hiểm độc, bội bạc, say sưa. Và rồi ông đối xử với David một cách rất là tệ hại, bội bạc. Khi ông nghe vợ mình thuật lại sau cơn say những gì hậu quả ông có thể phải gánh, Naban lúc bấy giờ kinh hoàng, và ông đã ngã ra để chết, mà người Việt chúng ta gọi là bất đắc kỳ tử. Nói một cách khác, khi một người sống không có lời của Chúa làm khuôn thước cho cuộc đời của mình, thì bất kỳ chúng ta là ai, người tri thức cũng như người bình dân ít học, thảy đều vướng vào một số điểm. Người thì có thể là say sưa, người thì sống ở trong sự nóng nảy giận dữ, người khác thì cay đắng, ganh tị, thù hằn, có những điều đau khổ, sợ hãi, ngã lòng, và có những giây phút lo lắng, căng thẳng trong đời sống, mà lo lắng, căng thẳng đến mức độ mô tả căng như dây đàn. Một người khác có thể rơi vào trong tình trạng sống theo bản năng, đó là sa đà, theo tư dục phóng túng. Nghèo khó, sống phóng túng theo kiểu nghèo khó. Đại gia thì sống phóng túng theo kiểu của đại gia. Mà khi con người thành công một số điều nào đó trong đời này, thì con người đó hay thường sống ở trong ảo tưởng và thấy mình như những ông chúa bà hoàng, cho nên tự buông mình, tự thưởng cho mình những điều sa đà ở trong phóng túng hư hỏng đó. Và khi con người sống trong những sa đà, ở trong những điều lo âu, căng thẳng, ở trong tức giận, ganh tị, buồn phiền như vậy, chắc chắn con người tự gây thương tích cho mình, tự chuốc lấy thương tật cho mình. Tôi không phải là bác sĩ y khoa, nhưng bao nhiêu sách vở để cung cấp cho chúng ta biết một người hay cay đắng, một người hay giận dữ, một người thù hằn, một người căng thẳng, bao nhiêu điều khác. Phóng túng, ăn chơi là tự chuốc lấy những bệnh tật cho mình. Và một người sống như vậy là một người không thể nào mà nhận được điều chúc lành từ nơi Đức Chúa Trời cả. Cho nên người này sẽ nhận sự trách phạt từ nơi Chúa. Và nếu phải diễn giải, thì người này là người khiến cho cuộc sống của mình kết thúc sớm hơn mong đợi. Cho nên mệnh đề năm tháng đời con sẽ được thêm nhiều lên, nó không chỉ là lời hứa, không chỉ là lời nhắc khuyên, nhưng còn là một nguyên tắc sống. Cho nên một người tiếp nhận lời của Chúa áp dụng vào ở trong đời sống thường nhật của mình, thì người đó là người sẽ kinh nghiệm được quyền năng mầu nhiệm của Chúa tác động trong tâm trí, tác động ở trong tấm lòng, và khiến cho tâm hồn của người này, giàu sống ở giữa đời biết bao nhiêu điều khó khăn, thách thức, nhưng con người cậy lời của Đức Chúa Trời mà sống sẽ nếm trải những thoải mái, những hạnh phúc. Và rồi cuộc đời của mình mỗi ngày trôi đi sẽ là những ngày có ý nghĩa đáng sống. Ngay khi chúng ta dùng lời của Đức Chúa Trời làm khuôn thước cho mình, thì chắc chắn tinh thần của chúng ta sẽ là một tinh thần thanh thản. Tư tưởng của chúng ta sẽ là những tư tưởng rất là trong sáng, thanh cao. Nó không có tầm thường, không có những cái dục vọng xấu xa. Và rồi ngay cả những cái hành động của chúng ta chắc chắn nó cũng rất là đẹp đẽ, chứ không phải tạo nên những điều than oán cho người khác. Khi một người sống như vậy là một người tự làm cho đời của mình thêm những ngày tháng bình yên ở trên đất. Và lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết khi những người sống công bình hay là những người sống theo lời của Đức Chúa Trời, theo khuôn thước mà Chúa đã dạy dỗ, thì Đức Chúa Trời thêm cho người đó những ngày ở trên đất. Điều này được ghi lại cho chúng ta ở trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 27, trong Thi Thiên 91 câu 14 đến câu 16, và kể cả Ê-phê-sô cũng dạy cho chúng ta hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Thế thì tác động, giá trị từ lời Chúa cung cấp cho chúng ta. Khi mình tiếp nhận lời của Chúa, thì năm tháng của đời mình được dài thêm, và đồng thời chúng ta sẽ nếm trải được một cuộc sống chất lượng. Ngày hôm nay từ ngữ gọi là chất lượng đích thực. Và điều đó cũng làm cho tôi và quý ông bà, anh chị em nếm trải một cuộc đời khi có lời của Chúa trong đời sống mình thật thỏa vui ngay cuộc sống ở trên đất này. Một điều thứ hai, khi chúng ta tiếp nhận lời của Chúa, đó là lúc giúp chúng ta bước đi trong đường ngay thẳng. Câu thứ 11 lời Chúa dạy: ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. Một bản dịch khác đã dịch cho chúng ta câu này như sau: ta đã dạy dỗ con điều khôn ngoan, tức là dẫn con đến với chỗ để con học biết về mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống. Và khi con biết mục đích của Đức Chúa Trời ở trong đời sống, thì có nghĩa rằng ta đã dạy cho con bước đi trên một con đường ngay thẳng. Và tác giả đã dùng cho chúng ta động từ dạy dỗ ở đây. Ở trong bối cảnh của người Do Thái lúc bấy giờ, dạy dỗ là nói liên quan đến ngũ kinh của Môi-se. Hay nói một cách khác, dạy dỗ là dạy dỗ về luật pháp của Chúa. Mà điều người cha dạy dỗ cho con trai không phải dạy dỗ về khoa học, xã hội, văn chương mà thôi, nhưng dạy dỗ cho con của mình luật pháp Đức Chúa Trời, một cách sống khôn ngoan dựa vào lời của Đức Chúa Trời. Về các cụm từ là con đường khôn ngoan hay là lối ngay thẳng cần hiểu, lời Chúa là lời khôn ngoan. Khi một người bằng lòng tiếp nhận lời của Chúa, những diền mối khôn ngoan trí tuệ đó khiến cho người này được thần quyền của Chúa biến đổi tâm trí, soi sáng cho để biết chọn một con đường khôn ngoan, việc mình phải làm và sống một nếp sống ngay thẳng. Hay nói một cách khác, khi một người có lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ, hiểu thấu được mục đích của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình, là một con người được trưởng dưỡng ở trong nếp sống thuộc linh và đạo đức. Có thể có những người mang danh là con cái của Chúa, nhưng chúng ta không để cho lời của Chúa vận hành trên đời sống của mình, không trở nên khuôn vàng thước ngọc ở trong từng nghĩ suy, trong từng ngôn từ, trong cách sống của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta trở nên một người sống có danh là tôi con của Đức Chúa Trời, nhưng sống ở trong tội lỗi. Mà một người có danh là con cái của Đức Chúa Trời, sống ở trong tội lỗi và chịu điều khiển bởi đường lối của ma quỷ, thì người đó là người sinh ra rất là nhiều mưu trước công quẹo. Con người này kết hợp với cả hình ảnh cái áo khoác tôn giáo với những ranh ma của một con người công vậy, thì biết bao nhiêu điều và không có từ nan một sự giả dối nào để đạt được đến mục tiêu mà mình muốn đạt. Ông bà, anh chị em đã từng thấy những người xung quanh mình như vậy, và cũng đã có những nhíu mày, đã có những cái lắc đầu ngao ngán khi mình thấy một người họ đắm mình ở trong tội lỗi. Dầu bất kỳ là ai, mục sư, truyền đạo, chấp sự, tín đồ lâu năm, tín đồ đạo dòng, cho đến những người mới tin Chúa. Nhưng nếu chúng ta buông bỏ lời của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn ông bà, anh chị em với tôi lâm vào trong một tình cảnh chúng ta có mắt vật lý này rất sáng, nhưng mắt thuộc linh của chúng ta đã bị mù. Chúng ta lần hồi làm những điều sa bại về đạo đức, sa đà trong những điều bất chính, và trở nên một người cong quẹo, tội chồng thêm tội, dẫu rằng điều tội lỗi đó chúng ta có thể lách qua lách lại, thể hiện nó một cách tinh vi, nhưng kỳ thực ở trong mối quan hệ giữa mình với Chúa là đã có một khoảng xa cách, có một hố sâu giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh Ngay những ngày đầu khi hội thánh phấn hưng, bao nhiêu người xung quanh ủng hộ sống theo tinh thần phấn hưng, gần gũi, sẻ chia, thông công. Anania và Sapphira, hai vợ chồng này đang ở trong hội thánh của Chúa. Họ biết về Chúa, họ thấy những người xung quanh làm những điều cho anh em của mình thiêng liêng, cao đẹp. Nhưng hai người này, cả hai vợ chồng, đã không để cho lời Chúa dẫn dắt mình một cách khôn ngoan, ngay thẳng. Nhưng Kinh Thánh nói, cả hai vợ chồng bàn với nhau. Bàn mà không có bàn cái chuyện chánh đáng. Chồng sai vợ nhắc, đằng này là cả hai đều toa rập với nhau, sống đời sống dối trá, dối với chính mình, dối với anh em, dối các sứ đồ và dối với cả Chúa. Cho nên Anania và Sapphira đã chuốc lấy cho mình mấy điều. Trước hết đó là chuốc lấy cho mình sự chết chóc, cả thể xác lẫn thuộc linh. Anania và Sapphira đã gây nên một rối ren ở trong hội thánh lúc bây giờ. Êm ả, đang trong những ngày phước hạnh, sẻ chia với nhau từ lòng đến lòng. Nhưng hai vợ chồng này ngã đùng ra chết, đã làm cho chấn động cả hội thánh lúc bây giờ. Cái thứ ba, đã không đi trong đường ngay thẳng. Cho nên Anania và Sapphira để lại một vết nhơ không tẩy xóa được, xuyên suốt bao nhiêu thời đại ở trong lịch sử thánh của hội thánh Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý hội thánh, ngày hôm nay ở bên ngoài xã hội, các nhà sư phạm họ có nhiều phương tiện, có nhiều kiến thức, kỹ năng để dạy dỗ cho người khác tri thức khôn ngoan, cập nhật theo đà tiến của xã hội. Nhưng không có một tài liệu nào, không có một lý thuyết nào có thể vượt lên trên sự khôn ngoan, mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời truyền tải dạy dỗ cho con người sự khôn ngoan thật. Hễ bất kỳ là ai nhưng nghiên cứu, học hỏi, áp dụng lời của Chúa thì người đó trở nên một người khôn ngoan, hiểu biết được mục đích của Đức Chúa Trời, sống theo khuôn mẫu Chúa dạy và trở nên những con người ngay thật, thành công ở giữa đời. Và khi tôi chuẩn bị bài giảng này cho hội thánh, tôi có truy cập vào Internet để đọc một bài báo. Bài báo này do báo điện tử vtc.vn đăng tải vào ngày 17 tháng 11 năm 2021. Bài báo đó viết như sau. Nếu được hỏi rằng dân tộc nào trên thế giới thông minh, khôn ngoan nhất, tin rằng 80% mọi người sẽ trả lời là người Do Thái. Một dân tộc chỉ chiếm 0,2% tổng số dân số thế giới, nhưng tạo ra được những tài năng xuất chúng. Điển hình, họ chiếm 1/5 những người đoạt giải Nobel ở trong thế kỷ 20. Họ chiếm một nửa ở trong số 200 người có ảnh hưởng nhất ở tại đất nước Hoa Kỳ. Trong các doanh nghiệp giàu có nhất thế giới thì người Do Thái chiếm một nửa. Câu hỏi tại sao được đặt ra. Tại sao người Do Thái lại đạt được như vậy? Từ ở trong tri thức, chuyên môn cho đến thương trường. Câu trả lời đó là họ nhờ vào việc được dạy dỗ lời Thánh Kinh Cựu Ước ngay từ khi còn bé. Và lời của Đức Chúa Trời truyền dạy cho họ, được cả thế giới phải nhìn nhận rằng đây là một kho tàng trí tuệ của nhân loại. Sứ đồ Phao-lô xác định cho chúng ta lời của Đức Chúa Trời dạy người trong sự công bình chánh trực, như Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 3 câu 15 câu 16 mà có lẽ hết thảy quý ông bà anh chị em đã thuộc, đã nhớ, là lời Đức Chúa Trời được cảm thúc có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, huấn luyện người trong sự công chính. Vì vậy, khi một con người chịu tiếp nhận lời của Chúa khuyên dạy, lời đó uốn nắn tôi và quý ông bà anh chị em ở trong diền mối khôn ngoan theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Diền mối đó không phải chỉ bằng văn tự lý thuyết, nhưng diền mối đó kèm theo quyền năng siêu nhiên dẫn dắt chúng ta đến chỗ là mình tiếp nhận sự thiện lành, hướng về sự thiện lành, xây dựng cho mình một nếp sống công chính ở giữa đời, ngay thẳng ở trong tất cả mọi hành vi. Và như vậy mình sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta ngay trong cuộc sống ở giữa đời thường và ngay cả trong đời tâm linh của chúng ta khi chúng ta còn sống động ở trên đất. Ông bà anh chị em đang sống theo tiêu chuẩn nào? Lạng lách, lương lẹo, cong queo, giả dối, hay chúng ta sống theo khuôn mẫu công bình, ngay thẳng với ý muốn của Đức Chúa Trời, vì mình hiểu rõ mục đích của Chúa đặt để chúng ta ở giữa trần gian này. Ước gì mọi người có mặt tối hôm nay sẽ nói giống như Sa-lô-môn đã nói: ta đã dạy cho các con đường lối khôn ngoan, hiểu rõ mục đích của Đức Chúa Trời, và rồi các con đang bước đi trên con đường công chính ngay thẳng tại đất này. Điều thứ ba, khi chúng ta tiếp nhận lời Chúa thì chúng ta sẽ nếm trải được quyền năng và giá trị lời của Ngài. Đó là chúng ta không bị vấp ngã. Ở trong câu thứ 12, lời Chúa nói: khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã. Hai động từ đi và chạy, nó diễn tả một con người sống động, một con người đang sinh hoạt ở trong đời thường này và trong xã hội. Một người mạnh khỏe là có đi lại, và có những lúc người này phải chạy nữa để có thể đạt được đến mục đích nào đó trong cuộc sống. Vì vậy chữ vấp ngã ở đây nó cũng có một vài ý nghĩa mà tôi cần phải giải thích. Trước hết là nghĩa đen. Nghĩa đen của chữ vấp ngã theo từ điển của chúng ta giải thích: vấp ngã là ngã xuống do vấp vào một vật chướng ngại. Vấp ngã thường gây ra thương tích đau đớn. Trong nghĩa bóng mà muốn nói ở đây, vấp ngã là thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm, cho nên thất bại. Thất bại là ngã dài với những thương chấn ở trong phương diện tinh thần, tình cảm và cả trong tâm linh. Và thiết tưởng trái nghĩa với vấp ngã là đứng vững, là vững vàng, là thành tựu. Ý tưởng cả mệnh đề chân con sẽ không ngập ngừng, khi con chạy con sẽ không vấp ngã, diễn tả cho chúng ta rằng đây là một hành trình an toàn. Hành trình đó không gây ra những hiểm họa, đe dọa và làm cho người đi trên đó ngã xoài, thất bại, đau đớn. Đồng thời, đó là phương tiện để đưa người này đến chỗ thành đạt, thành tựu ở trong đời sống. Câu Kinh Thánh này nói: người cha dạy dỗ những lời khôn ngoan cho con, và lời đó giúp cho con biết đường mà đi. Có lúc nào con đi, bước chân con không có ngập ngừng, đồng thời con còn có thể chạy ở trên đường đó mà không có thất bại, không có ngã dài ở trong đau đớn. Cũng một thể ấy, khi một người chịu tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, áp dụng vào trong cuộc sống của mình, thì sẽ không bị vấp ngã, thất bại ở trong cả phương diện thuộc thể lẫn cả phương diện thuộc linh. Các em bé, khi nó bước đi, ông bà, anh chị em thấy nó đâu có phân biệt được cái chỗ nào nó có thể vấp, chỗ nào nó có thể bị va đập. Nó cứ đi. Cho nên có lúc là u đầu, có lúc chảy máu, khóc, rồi lại tiếp tục va đập. Nhưng một người trưởng thành là một người bước đi trên một con đường có gồ ghề, có hầm hố, thì người này vẫn có thể nhận biết rằng đây là đoạn đường mình bước đi từng bước một cách chậm rãi, thận trọng. Rồi có những lúc mà người này bước đi trên con đường bằng phẳng, chẳng những bước đi mà người này có thể chạy. Tại sao người này có thể phân biệt được như vậy? Tất cả là nhờ ở trong quá trình trước đó. Người này đã học và bây giờ vận dụng những điều trí tuệ khôn ngoan để có thể nhận biết rằng lúc nào mình bước đi từng bước, lúc nào mình có thể chạy và chạy một cách nhanh nhẹn để đạt được đến đích. Trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rất nhiều gương của một số người có lời của Chúa, nhưng rồi buông bỏ, sống theo ý riêng mình, cho nên vấp ngã. Mà tôi muốn điển hình đó là tiên tri Jonah. Tiên tri Jonah là một người được Đức Chúa Trời giấy lên để ông làm công việc thiêng liêng. Ông truyền đạt những sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự đồng thời. Và ông có một sứ mạng. Đức Chúa Trời giao cho Jonah: con ơi, con phải đi đến Ninive, con phải rao sứ điệp cho dân Ninive. Ông Jonah tiếp nhận, nhưng mà có lẽ nhất dạ sinh bá kế. Jonah về suy nghĩ thế nào đó, nhưng có thể diễn đạt rằng: Chúa ơi, Chúa bảo vậy nhưng mà chắc con không làm. Chúa bảo con đi Nive nhưng mà con đi ngược lại. Con sẽ đi đến Gia Phô, con xuống tàu, con đi Terasi. Và rồi từ chỗ Jonah loại trừ lời Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc sống, ông đã có một cú vấp ngã. Và vấp ngã đó tôi liên tưởng đến một đường biểu diễn. Biểu diễn của Jonah chỉ có một chữ là đi xuống. Xuống tàu. Và rồi tận cùng là xuống ở trong đáy biển. Chỉ có đường đi xuống thôi. Và như vậy thì tiên tri Jonah để lại cho chúng ta bài học. Không biết bài học này có đang là bài học thực tế trong đời sống của quý ông bà anh chị em không? Tôi là tín đồ của Chúa Giêsu, tôi là cơ đốc nhân mà. Nhưng mà trong cuộc sống thường ngày của quý vị, có ai là người xem thường lời của Chúa không? Có ai để cho điều Đức Chúa Trời dạy dỗ mình nó bị trôi đi và mình lại lắng nghe, tiếp nhận những gì khôn ngoan của đời, những toan tính của tư dục? Rồi cuộc đời của mình cũng giống như ông tiên tri Jonah này. Đi xuống và tự hủy hoại sự sống của mình ở trong cả phương diện vật lý lẫn cả trong phương diện thuộc linh. Rồi nếu có một ngày nào đó mà mình trỗi dậy được ăn năn với Chúa, đang ngồi nhóm lại thờ phượng Chúa ở đây, đang đứng trong ban hát lễ, để ca ngợi Chúa. Nhưng vết tích của đau đớn đó trong tâm linh nó vẫn còn, thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở, vẫn làm cho chúng ta thấy có một điều gì đó tổn hại trên đời thuộc linh của mình, vì cớ một lần nào đó vấp ngã không? Thưa ông bà, anh chị em, khi chúng ta buông bỏ lời Chúa, sống theo ý riêng, chắc chắn rằng chúng ta sẽ rơi vào những bước nghiêng ngã ở giữa đời, trong công danh sự nghiệp, ở trong tình cảm, ở trong đời thuộc linh, và sẽ chuốc lấy biết bao nhiêu là hệ lụy. Dầu chúng ta không nói ra hết, nhưng những đau đớn đó, những lần đòn đó, những cái thẹo đó vẫn còn ở trong tôi và quý ông bà anh chị. Bởi vì khi không để lời của Chúa dạy dỗ, khi không để lời của Chúa là ánh sáng để soi đường, thì tôi với quý ông bà anh chị em là người đang bước đi ở trong con đường tăm tối. Hành trình ở phía trước của chúng ta biết bao nhiêu cạm bẫy, và chúng ta vấp ngã trong những tình huống mà mình không ngờ đến được. Lời của Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 19 Kinh Thánh chép, tôi xin được đọc một bản dịch khác để quý vị dễ hiểu ở đây. Con đường của kẻ ác giống như tối tăm, chúng nó không biết việc gì làm cho mình vấp ngã. Về tới nhà, ngồi lại, bứt tóc, bứt trán, dậm chân, dậm cẳng. Tại sao mình thất bại như vậy? Thì sự thất bại đó từ đâu? Không giải thích được. Nhưng ở trong ánh sáng của Thánh Kinh, giúp cho tôi và quý ông bà anh nhìn biết rằng đó là vào giây phút chúng ta loại bỏ lời của Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống và sống theo ý riêng của mình, sống theo tư dục của xác thịt. Cuộc sống của tôi và quý ông bà anh chị em ngắn ngủi lắm quý vị ơi. Chỉ có sự khôn ngoan từ nơi lời của Đức Chúa Trời soi sáng hướng dẫn thì mới giúp cho chúng ta đi trên mọi con đường. Có những bẫy lưới, có những hố hầm, nhưng chúng ta sẽ là người thoát khỏi những điều rối rắm. Nó có thể hủy hoại cả đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể gặp những trở ngại trên đường đời, không thể vận dụng bằng sự khôn ngoan, thông sáng, lý luận, mưu lược của con người để đối phó, để vượt qua. Nhưng lời của Đức Chúa Trời giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em soi sáng, năng quyền chúng ta vượt qua những trở ngại đó. Người đời vẫn nói không ai mà không vấp ngã, phải không? Nhưng mà có vấp ngã thì mình mới nên khôn. Vấp ngã sẽ làm cho người ta nên khôn. Bởi vì người khôn thì phải vấp ngã một đôi lần. Kinh Thánh cũng dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chắc chắn đời sống cơ đốc của chúng ta có những lúc mình rơi vào trong tình trạng thất bại, ngã dài, phạm tội, đổ vỡ mối quan hệ với Chúa. Nhưng mà bên trong tôi và quý ông bà anh chị em có Thánh Linh của Chúa đang ngự trị. Vì vậy ngay khi chúng ta ngã dài, ở chỗ chúng ta đang thương tích, Thánh Linh không có bỏ chúng ta, mà Thánh Linh ở bên cạnh để nhắc nhở. Con sai ở chỗ này, con phạm tội ở chỗ kia, con cần phải ăn năn. Nhờ những điều nhắc nhở của Thánh Linh, giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em nhìn lại những gì dại dột của mình trong những ngày qua, những thất bại, những ngã dài của chúng ta. Và rồi ngay ở tại chỗ mình thất bại đó, chúng ta đứng dậy. Đứng dậy để ăn năn, để phục hồi lại mối quan hệ với Chúa, áp dụng lời của Chúa trong đời sống. Và rồi chúng ta tiếp tục bước đi, không còn tiếp tục rơi ở trong những tình trạng xấu hổ, đáng thương như trước đây nữa. Vì vậy, dẫu bất kỳ là ai, thưa quý ông bà anh chị em, nhưng khi chúng ta tiếp nhận lời của Chúa, chúng ta vâng theo lời của Chúa, thì mỗi người sẽ thoát khỏi những rối rắm, thoát khỏi những vấp ngã trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đồng thời, chúng ta đạt được đến chỗ bình an, mé nước bình tĩnh, nếm trải phước hạnh khi một con người chịu tiếp nhận lời Chúa và sống theo khuôn mẫu Chúa muốn. Cho nên dẫn giải lời của Chúa tối nay với quý ông bà anh chị em, tôi tóm lại ở đây. Bất kỳ là ai, nhưng khi Cơ Đốc nhân nghe lời của các bậc tiền nhân tin kính, như vua Sa-lô-môn dạy dỗ cho con trai của mình, như Giê-rê-mi khi nghe lời của Chúa, ông sẵn sàng nhanh chóng tiếp nhận. Và Thánh Kinh diễn tả cho chúng ta rằng vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi, vì lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Thì chắc chắn lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em kinh nghiệm được quyền năng mầu nhiệm Chúa vận hành trên đời sống của chúng ta. Chắc chắn tôi và quý ông bà anh chị em sẽ nhận được những giá trị và chân giá trị từ nơi lời khôn ngoan của Đức Chúa Trời, để chúng ta sống động một cách thực tiễn ở giữa đời, rờ chạm những giá trị của nó rất rõ. Mà trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 10 đến câu 13 chỉ cho chúng ta ít nữa là 3 điều ở đây. Một người khi tiếp nhận lời của Chúa là người sẽ được sống lâu ở trên đất, sống có ý nghĩa, giá trị. Người tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, đó là người sẽ bước đi trong con đường ngay thẳng. Người đó là người sẽ thấy được rằng mình sống những ngày ở trên đất này công bình, chánh trực, thành đạt. Điều thứ ba, người tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời là người trên bước đường đời không bao giờ bị vấp ngã ở trong cả nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng, mà sống an bình, sống thỏa vui, nếm trải phước hạnh. Và từng ngày chúng ta thấy những vinh hiển của Đức Chúa Trời trang điểm đội trên đầu của chúng ta. Những con người vừa nghe lấy lời Chúa thì đã ăn lấy rồi, bởi vì lời của Chúa là điều hớn hở, điều vui mừng cho linh hồn của chính chúng ta. Trên tay quý ông bà anh chị em, ở trong giỏ sách của quý ông bà anh chị em, ở tại nhà quý ông bà anh chị em, tôi tin ngày nay không ai mà không có Kinh Thánh. Nhưng có thể có nhiều người ngồi đây không có lời của Chúa. Bây giờ xin hãy mở Kinh Thánh, tiếp tục mở Kinh Thánh, đọc lời của Chúa, tiếp nhận, áp dụng trong đời sống, để quý ông bà anh chị em kinh nghiệm được những điều mầu nhiệm, giá trị như chính vua Sa-lô-môn đã trao gửi.